thuốc trị hiếm muộn rất nhiều phật tử tu học theo phật nhiều năm đã đoạn trừ ăn mặn dứt thịt cá nhưng vẫn còn ăn trứng gà trứng vịt thế thì đệ tử phật rốt cuộc có nên ăn các loại trứng hay không trước tiên xin kể một câu chuyện có thực một lần trong pháp hội trần cư sĩ dẫn theo nữ đồng nghiệp nhã lâm khoảng 35 tuổi cô này gầy gò sắc mặt xám vàng ngó bộ rất tiều tụy. Do đây là lần đầu gặp giáo sư Quả Khanh, ánh mắt cô hiện đầy nét hân hoan khát vọng. Trong quá trình nghe giảng, cô rất chăm chú chí thành. Lúc giáo sư Quả Khanh hỏi cô Lâm có vấn đề gì, mặt cô hơi đỏ lên, lộ vẻ căng thẳng, ấp úng mãi, chẳng thành câu. Cuối cùng, nhờ Trần Cư Sĩ giải thích dùm, mọi người mới hiểu rõ Té ra cô kết hôn đã 10 năm, rất khao khát có con, nhưng bất kể cầu thầy bổ thuốc đến đâu, vẫn chẳng có thai. Hôm nay may mắn được gặp giáo sư Quả Khanh. Cô thỉnh cầu ông chỉ giúp chỗ mê muội Giáo sư Quả Khanh rất thông cảm cho cô, vì nỗi khổ cầu bất đắc chỉ này, ước con mà không có được. Ông thở dài, quay qua bảo tôi. Quả hồng, cô hãy quán xem Nguyên nhân gì sao Nhã Lâm không có con Tôi xoay đầu dòm Nhã Lâm Chạm ngay ánh mắt nhìn đầy khát vọng của cô Tôi cũng không kèm được Bật ra âm thanh cảm thán. Có phải cô rất ưa ăn trứng Đặc biệt là trứng chim cút Đúng, đúng rồi Tôi ăn rất nhiều trứng chim cút Vậy chẳng lẽ Nửa câu sau Âm điệu cô ta đầy vẻ nghi hoặc Trần cư sĩ ở cạnh bên Thông minh hiểu nhanh liền hỏi giúp cho một câu. Mọi người đều cho rằng trứng có dinh dưỡng tốt mà. Hơn nữa, trước khi chưa biết Phật Pháp, chúng tôi ai cũng ăn trứng. Nhưng vì sao chỉ riêng có Nhã Lâm là không thể có thai? Tôi nhìn giáo sư Quả Khanh đang đứng cạnh bình, thấy mắt ông đầy thuốc hối và khuyến khích. Tôi liền giải rõ. Phật từng nói, ăn trứng các loài điểu cầm, thủy tộc là không có lòng từ mẫn. Ngài Tuyên Quá cũng đã giảng những điều liên quan đến ăn trứng từng hóm hạnh nói Nếu bạn không sợ đời sau làm trứng cho người ăn Thì bạn có thể ăn bất kỳ trứng gì Bởi nhân quả đang xen Chồng chéo phức tạp Do mỗi người có phúc đức nhân duyên bất đồng Nên mặc dù có nhiều người ăn trứng song việc thọ báo lại chẳng đồng nhau Bạn muốn có con Tức phải đoạn trừ ăn mặn Đương nhiên trong đây bao gồm cả trứng Ngoài ra, còn phải phóng sinh cho nhiều và tụng kinh địa tạng, hồi hướng cho các chúng sinh bạn đã từng ăn qua. Tôi nói xong, khẽ nhìn ngã Lâm, thấy cô có vẻ không tin, khó chấp nhận. Rõ ràng là cô đang chờ nghe một câu chuyện nhân quả chứa tình tiết hấp dẫn liên quan đến việc hiếm muộn khó mang thai của cô. Nhưng lại bị những câu nói thẳng, phủ vàng và quá thực tế của tôi làm cho vỡ mộng. Có lẽ Cô cảm thấy những điều tôi nói là quá xoàng, không quan trọng và chẳng có gì đáng lưu tâm, nên mặt đầy lộ vẻ thất vọng. Tôi cảm thấy thật tí cho cô, bởi cô hoàn toàn không tin gì. Bớt đắc dĩ, tôi phải nói thẳng ra. Cô hiện tại chỉ muốn bản thân mình có con, nhưng sao không nghĩ cho việc những cái trứng bị cô ăn mất? Chúng cũng có mẹ, và thân mẫu chúng phải gian nan cực khổ lắm mới sinh được con ra. Lúc này, Quả Khanh ôn tồn bảo Nhã Lâm. Quả Hồng, dạng lý nhân quả cho cô nghe rất đúng và chính xác. Cô hãy trân trọng tiếp thu, và chịu khó làm theo cách của cô ấy bài, thì sẽ chiêu cảm được Hà Di quan Tốt nhất là cả hai vợ chồng đồng phải tu sửa luôn. Lúc này, giáo sư Quả Khanh mới kể ra một câu chuyện thực để chứng minh. Có một đội trưởng khoa nghiên cứu sinh vật học, thấy con gái mình kết hôn đã 4 năm mà không có thai. Như vậy là bà dùng kiến thức chuyên môn của mình hướng dẫn con rể bào chế thuốc. Nhưng dẫu có chế thứ gì, làm gì, thì kết quả càng khiến bà thêm hoài nghi về khả năng chuyên môn của mình. Do vậy, bà nữ trưởng khoa này mặt mày cứ giàu giàu rầu rĩ khiến ngài cũng phải cảm thán Thật là tội cho tấm lòng của những bậc cha mẹ. Khi đó, tôi bảo bà vợ chồng con cái bà ai cũng mê ăn trứng thích nhất là trứng chim cúc đây là cộng nghiệp chung khiến họ không có con muốn có con thì cả hai cần phải ăn chay phóng sinh tụng kinh làm nhiều việc thiện vợ chồng con gái vị nữ trưởng khoa này y theo lời khuyên mà thực hành kết quả chỉ nửa năm sau thì con gái bà đã có thai câu chuyện quả khanh vừa kể xong lý cư sĩ là bác sĩ thực tập liền hỏi tôi vì sao hiện nay những bệnh nhân từng mang thai nhưng não thai giờ muốn có con mà không được lại nhiều đến như vậy tôi bảo mọi người mỗi đứa con đến đầu thai đều có nhân duyên rất sâu nặng với cha mẹ mà trong vòng luân hồi dài đặc cơ hội có được một lần đầu thai làm người lại rất hiếm nhưng các bậc cha mẹ do nhiều nguyên nhân đã bừa bãi phá thai quỷ đi cơ duyên làm người của dông nhi khi làm như vậy họ không biết rằng mình đã tạo ra tội nặng tương đương giết a là hán đã như vậy lại còn mặc tình sát sinh ăn thịt tạo nghiệp sát sâu nặng chất chồng tất nhiên sẽ phải chiêu cảm ác báo triệt con dứt cháo tôi thấy nhã lâm và những người khác gật đầu tán đồng thực là mừng cho nhã lâm có thể tỉnh ngộ hy vọng cô sẽ được phật lực gia trì chịu sửa lỗi hướng thiện trì giới tu hành, sớm sinh quý tử. Thời gian trôi qua được nửa năm, Trần cư sĩ là người ban sơ dẫn Nhã Lâm đến, đã gọi điện báo tin cho tôi hay. Nhã Lâm từ lúc về nhà đã làm y theo lời chúng tôi chỉ dẫn, hiện giờ cô đã mang thai, rất là tri ân mọi người. Giải thích thêm. Xin khuyên mọi người không nên vì tham ngon ham khoái khẩu mà ăn các loại trứng. Tôi suốt hơn 20 năm trên đường học Phật, từng gặp nhiều vị ăn trứng, bao gồm trứng chim, rắn, cá, vân vân, cho đến ăn trứng chưa thành hình trong thân gà mái mà biến thành những phụ nữ không thể mang thai hoặc thường đẻ non, hư thai. Bọn họ bí lối cùng đường, đành phải làm theo cách tôi hướng dẫn là sám hối trước Phật, nguyện từ bỏ ăn mặn lẫn ăn các loại trứng hàng ngày tụng từ một đến hai bộ kinh địa tạng hồi hướng cho các trứng và những thân mẫu đẻ ra các trứng mà họ đã ăn qua kết quả đại đa số khoảng chừng ba tháng là được hoài thai thân thể họ cũng được thay đổi trở nên khỏe mạnh nguyện cầu những vị hiếm muộn khác con có sự nghiệp gia đình không thuận lợi và thân thể kém khỏe sẽ y theo phương pháp này mà thực hành, trong vòng vài tháng sẽ có việc bất tư nghị xuất hiện trên bản thân các bạn và các bạn không phải tốn xu nào cho việc có con, còn tiết kiệm được rất nhiều tiền. Tốt như vậy, sao bạn không làm? Nhưng liệu bạn có can đảm ăn chay hành thiện phóng sinh, làm đúng mọi điều như chúng tôi đã hướng dẫn hay không? Các bạn ơi, nhớ nhấn like, comment và share cho bạn bè mình cùng xem nha.